Và vọng xin được chia sẻ với các bác một chiếc đồng hồ Verdet đến từ đất nước Pháp. Và cái chiếc Verdet các bác đang nhìn đây thì nó mang một dáng vẻ rất là cổ kính. Và các bác có một cái tên gọi khác cho cái kiểu dáng thùng của chiếc Verdet này, đó là một chiếc Verdet thùng song tiện kính rào. Đặc biệt hơn, chiếc Verdet của chúng ta nó sẽ có một điểm nhấn để làm nổi bật nên cái vẻ đẹp của chiếc Verdet, đó là các bác có thể thấy chúng ta sẽ có một phần mặt số nổi đen. Đó, mặt số nổi đen. Đối với thương hiệu Verdet thì các bác hay thấy những mặt số in màu đen, hoặc là số nổi mạng chrome, hoặc là số vàng. Và đây là một chiếc số nổi đen thì nó sẽ gọi là hiếm hơn một chút. Còn ở phần bên dưới chúng ta sẽ có một phần niềng vàng này, ăn nhập với phần quả nắc màu vàng. Đặc biệt là một phần kính rào được thiết kế rất là đẹp. Nó ăn nhập với cái thiết kế song tiện của chiếc đồng hồ Verdet. Và các bác có thể thấy chiếc Verdet của chúng ta sẽ được làm hoàn toàn bằng chất liệu gỗ sồi. Rồi, một kiểu dáng nhìn rất là cổ kính đúng không các bác? Có thể nói đây là một mẫu thiết kế khó kiếm đối với thương hiệu Verdet. Còn với một số thương hiệu khác như Junghan hoặc là Kenizer hoặc là một số thương hiệu của Đức ý, thì đối với những chiếc thùng song tiện thì các bác có thể sưu tầm dễ dàng. Nhưng đối với một thương hiệu như thương hiệu của Pháp, đó là thương hiệu Verdet, để mà kiếm được một chiếc thùng song tiện, số nổi, nắp vàng, kính lào thì các bác sẽ phải mất công rất là nhiều. Và hôm nay bên đồng hồ Vang Vọng cũng sẽ gọi là giới thiệu qua để giao lưu việc cùng với các bác, để các bác có thể được sở hữu một chiếc Verdet khác so với những chiếc Verdet mà bạn bè bác hay là bác đang có. Rồi, em sẽ đi sơ qua một chút về tổng thể của chiếc Verdet, rồi sau đó em sẽ thử tiếng chuông để các bác được thưởng âm nhá. Rồi, các bác có thể thấy một mẫu thiết kế thùng song tiện rất là chắc chắn đúng không ạ? Đặc biệt là các bác có thể thấy này, chúng ta sẽ có hai con song tiện hai bên. Hai con song tiện này sẽ được vo tròn các bác nhá. Vo tròn tạo nổi, và hai con song tiện này kích thước rất là lớn. Các bác có thể thấy đây là một kích thước rất là lớn đúng không ạ? Nó tạo nên một cái vẻ đẹp cực kỳ là chắc chắn cho chiếc đồng hồ Verdet của chúng ta. Rồi, đi xuống dưới phần đáy, chúng ta sẽ có một phần đáy vát rất là tròn trịa đúng không ạ? Chiếc Verdet này thì bên dưới này sẽ không có tiện đâu nha các bác nhá. Sẽ không có tiện nên tránh tình trạng các bác hỏi em tại sao lại không có tiện bên dưới, thì các bác cũng nhìn kỹ giúp em nhá. Bên dưới chúng ta sẽ không có tiện nên sẽ được làm bằng phẳng hết. Rồi, lên trên chúng ta sẽ có gì? Tô điểm cùng với hai cái song tiện, chúng ta sẽ có hai đường hoa. Nó mang một cái vẻ rất là mộc mạc của người xưa. Và chiếc thùng thì được làm hoàn toàn bằng chất liệu gỗ sồi các bác nhá. Hoàn toàn bằng gỗ sồi tự nhiên này, nên là những đường vân gỗ sồi nổi lên rất là đẹp. Và đặc biệt chiếc Verdet này nó được làm hoàn toàn bằng chất liệu gỗ tự nhiên, đó là gỗ sồi, nên nó sẽ rất là dày dặn các bác ạ. Các bác nhìn này, ngay từ cái phần cánh các bác có thể thấy cực kỳ là dày dặn rồi đúng không ạ? Đó, đi xuống phần dưới này, nhìn rất là cân đối với một chiếc thùng Verdet có kích thước rất là sâu. Rồi, một phần đỉnh được thiết kế rất là tinh tế đúng không ạ? Rồi, em sẽ đi xuống phần dưới, chúng ta sẽ có một phần mặt số nổi đen. Tí nữa em sẽ mở để các bác có thể nhìn rõ hơn. Rồi, xuống dưới chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có một phần kính rào được ghép từ những mảnh kính nhỏ khác nhau để tạo hình và tạo cái vẻ đẹp cho phần của nắp màu vàng bên trong. Rồi, bây giờ em sẽ mở bên trong để các bác có thể nhìn. Đây, các bác tự nhìn giúp em nhá. Một phần gỗ cực kỳ là dày, và tất nhiên rồi, những chiếc Verdet như thế này sẽ được sản xuất khá là lâu, và chất liệu gỗ sồi nó sẽ góp phần bảo vệ cho chiếc thùng nó không bị nứt nẻ, tại vì chất liệu gỗ sồi cực kỳ là tốt trong quá trình gọi là sử dụng. Rồi, chúng ta sẽ có một phần hướng dẫn cách sử dụng của thương hiệu Verdet đây ạ. Rồi, các phần nẹp kính của chúng ta còn đầy đủ hết các bác nhá. Đi vào phần bên trong thì các bác có thể thấy chúng ta sẽ có một phần mặt số niềng vàng nổi bật này. Rồi, bộ số đen nổi nhá. Đây là bộ số nổi đen các bác nhá. Bộ số nổi đen đấy ạ, chứ không phải là bộ số in đâu ạ. Logo thương hiệu Verdet này, bộ kim đặc trưng rồi đúng không các bác? Rồi, một củ gông nòng máng đặc trưng của những chiếc Verdet thùng dài. Đi xuống dưới chúng ta sẽ có gì? Ốc chốt tất cả hai bên còn đầy đủ hết các bác nhá. Khóa gông của chúng ta còn này. Xuống dưới tiếp theo, đó là các ốc chốc tường hai bên thì chúng ta vẫn còn. Một tay quát zin của thương hiệu này. Rồi, bên Vang Vọng sẽ tặng kèm các bác một thước thủy để trong quá trình các bác sử dụng này. Một nọ dầu để các bác có thể là châm tại nhà trong quá trình sử dụng. Rồi, lên trên chúng ta sẽ có gì tiếp nào? Các thanh chống, các phụ kiện còn đầy đủ hết. Rồi, em xin phép là thử qua tiếng chuông của chiếc đồng hồ Verdet thùng dài song tiện này để các bác được thưởng âm luôn. Thank you.
2 giờ điểm 2 tiếng đúng không các bác? Rồi xuống dưới chúng ta sẽ có một phần quả nắc màu vàng rất là đẹp đây. Đó, rất là đẹp, di chuyển cực kỳ là thích mắt ạ. Rồi, em xin phép đóng lại và quay xa một lần nữa để các bác được ngắm kỹ hơn cái vẻ đẹp tổng thể của chiếc đồng hồ Vodex song tiện. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video của đồng hồ Vang Vọng.